đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa của người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, đã lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, chúng con là
ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa hằng sống và yên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng
ta danh